Hello, xin chào các bạn. Câu nói thành công không nằm trong những gì bạn có mà là trong những gì bạn là của tiến sĩ Bo Bennett có nghĩa là thành công không phụ thuộc vào những vật chất mà mình sở hữu mà phụ thuộc vào bản chất, phẩm chất và khả năng, cũng không phụ thuộc vào tài sản, tài năng hay sự may mắn mà nó được xây dựng từ bên trong. Thông điệp của câu này là sự quan trọng của việc phát triển bản thân, tự tin, khả năng và những phẩm chất để đạt được sự thành công, chứ không phải chỉ dựa vào tài sản, vật chất. Có thể có nhiều tài sản nhưng thiếu đi những phẩm chất và khả năng cần thiết thì thành công có thể trở nên khó khăn. Đồng thời cũng nhấn mạnh rằng để đạt được sự thành công thì cần phải có một cái nhìn tích cực, và quan trọng hơn nữa là phải tập trung vào sự phát triển bản thân, cần phải trao đổi kỹ năng, kiến thức và tính cách của mình để có thể đạt được những thành công trên con đường mình đã lựa chọn.